Với phiên bản Gold Edition, dòng Son Starlight Velvet Lipstick mang lại thiết kế sang trọng, nổi bật với gam màu đen và vàng ánh kim lấp lánh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng công sở hiện đại. Trong lần trở lại này, Opelia mang 5 màu son cũ từ Starlight Velvet Lipstick năm ngoái và bổ sung thêm 2 màu mới để hoàn thiện cho phiên bản Opelia Starlight Velvet Lipstick với thiết kế sang trọng, phù hợp với mùa lễ hội cuối năm. Chất son ẩm nhẹ như nhung được bổ sung nhiều tinh chất collagen và vitamin E, cung cấp dưỡng chất tối đa cho môi, tạo lớp màng dưỡng ẩm bảo vệ môi trước nhiệt độ môi trường điều hòa. Thiết kế lấp lánh tượng trưng cho bầu trời đêm đầy sao. Vỏ son sử dụng chất liệu kim loại nên khi cầm đặc biệt chắc tay, thiết kế nắp độc đáo với nam châm đặc biệt khiến dòng son này chẳng khác gì những thỏi son high-end sang chảnh. Chất son mềm mại lên màu chuẩn không cần chỉnh, son lì nhưng không bị bột, không gây khô môi, son được bổ sung độ ẩm giúp môi căng mọng sexy. Màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế, giữ màu sắc mềm mượt trong 4 đến 5 tiếng chỉ với một lần chạm. Nếu không ăn uống, son dễ bị vây ra thành ly lúc uống nước nhưng không đáng kể vẫn giữ được màu son nguyên thủy. Không một ai son me, đỏ thuần quyến rũ. Đây chính là thỏi son với tông đỏ thuần mà mọi cô gái không thể thiếu. Cùng với ý nghĩa của cái tên, thỏi son Eye on Me sẽ giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn. 02 Love Sick, nâu đỏ đậm. Là tông màu đậm nhất trong cả bảng màu, tông màu đỏ rượu. Tông màu này có một chút độc đáo, một chút ma mị và quyến rũ. Nếu bạn đang muốn gây ấn tượng với một ai đó thì Love Sick chính là một lựa chọn hợp lý. 03 Crack on You, nâu sữa. Là sự pha trộn giữa sắc tố nâu và cam. Tông màu này thiên về xu hướng trang điểm phương Tây, không hoàn toàn là một tông nguy và không quá kén da. Crush on You sẽ là một thông điệp mà các chàng trai có thể nhờ nó gửi lời đến cô gái của mình. 04 Mid V, đỏ cam. Là tên gọi rút gọn của Mid Việt Nam, tông đỏ cam. Đây là tông màu hợp với làn da của bất kỳ cô gái Việt Nam nào. 05 Fantasy, tông đỏ pha nâu, rất sáng da. Lý do mà trang make up chọn cái tên này là vì cảm giác lung linh khó tả, mãn nguyện và cực kỳ sướng khi sử dụng màu son này. Đây chắc hẳn cũng là cảm giác của rất nhiều bạn gái mỗi khi thấy bản thân rạng rỡ, tươi mới nhờ son hay trang điểm.